một tờ tiền 100.000 đúng không? Okay. À, mọi người muốn đi dùng cái nào, 50 hay 100? 100. 50 phải không? Tại 50 trước phải không? Thì giờ cầm hay dùng ha. Mọi người hãy nhìn thật kỹ ạ. Tôi cũng rất là tò mò. Mình đang quay lại đó. Anh làm sao làm nổi đi nha. Đây ha. Wow. Chinh ngồi đây mà Chinh cũng không thấy luôn á. Wow. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa không ạ?